Tôi cho rằng là những cái tập đoàn lớn ít nhiều gì cũng có những cái chính sách để quản lý các cái nhân viên mà có ảnh hưởng trong doanh nghiệp. Tôi đã gặp rất là nhiều các cái trường hợp mà không quản lý được mạng xã hội của nhân viên, gây ảnh hưởng đến cái hiệu quả làm việc của công ty. Trong các cái cuộc họp chẳng hạn thì nhân viên có thể ghi âm lại hoặc là chụp lại những cái hình ảnh mà sếp nói chẳng hạn, đưa lên mạng xã hội thì thực sự là rất là nguy hiểm. Có những cái buổi họp mà tôi yêu cầu tất cả nhân viên là phải bỏ điện thoại ở ngoài, không có được đưa vào để quay chụp những mẫu mới hoặc là những bộ sưu tập mới của chúng tôi. Hoặc là sếp thì trong cái cuộc họp cũng có những cái phản ứng có thể nóng nảy hoặc là như thế nào đấy, giống như tôi á, thì các bạn bảo là chị là dành cả thanh xuân để mắng bọn em, mà bọn em dành cả thanh xuân để nghe chị mắng. Nghe mắng nhưng mà cũng rất là hạnh phúc. Đối với các bạn thì có thể đó là hạnh phúc, nhưng mà đối với mạng xã hội ở bên ngoài chỉ là một khoảng khắc thôi, người ta có thể không biết được nó hiệu quả hay không.